thứ nhất để nó chỉnh cuộc sống là nó tự kéo cuộc sống thẳng lại. Cái cuộc sống này nó bị khúc dưới gần cái bụng á đó. Đó, bây giờ cái động tác thứ nhất là tự chỉnh thẳng này. Là tưởng tượng nó có hai cái thanh, hai cây này đấy, là đứng hai chân thì đúng cái luật của nó là bằng cái mặt khoảng cách này, em không đứng này đó, cái đâu này này đứng cờ đứng đó, cờ đứng vậy trung niệm này, hai tay để này, hai tay này cứ đấm cái ngón cái này rồi ấn xuống, ấn đè phải cỏ kéo nó thẳng rồi đó, thì theo cuộc sống là kéo nó đang ở cái hai vai mình kéo cho nó thẳng lên, thấy không? Đó, rồi cái này phải vô tự mình tập rồi thẳng rồi cái cái tự đó ngày tập bao nhiêu sáu cái tập tự tiếp kéo thẳng lên đó là lấy mầm tưởng tượng mình chốn có cái gì đó mà không được nhúc nhích cái tay tưởng tượng xô tăng 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 xô và cái tay không đúng nhất thấy không thấy cái cuộc sống nó là căng này thấy là nó đang thẳng. Nhưng mà con để nguyên nó được không hay là không? Để nguyên không nhúc nhích nhưng mà cứ tưởng tượng đẩy tăng lên thôi. Dạ. Khi mình tưởng tượng mình tăng lên tức là ở trên ở trong cái đặt kéo này nó hay vậy. Để mình thấy là thấy trong cái đặt nó có gì nó kéo cái cuộc sống lên, kéo nó không nó đặt trong vậy nó kéo luôn nên đẩy. Ồ hay. Đó. Lúc mà hơi chưa bóp hơi kiểm mình chút xíu đó thấy nó cái con nó hơi kiểm. Ồ rồi thả cái đầu. Hả? Thẳng đầu. Đau gì nhẹ nhẹ thôi. Vừa sức đứng nào thì nó vô nó vô nó đang đau gì nó yên giữ này giữ cho nó nóng nó lên đang kéo vô nó đau bên này là hồi tập lại cái vai bên này mình được đồng cảm kéo này để cái này mới giữ cái dài xuống lại cái đầu đứng yên không không tăng nữa đứng yên tức là căng tức là tăng vừa ngưng để cho đứng yên hồi thả lỏng con đẩy xuống là cái tay không rung rung này. Đúng đó, thì khí nó vô là không có rung đây là đúng rồi. Đúng rồi đó, nó rung rung khí nó vô rồi. Cảm giác nó kéo một sắc này. Không phải thứ ba là chuyện nó kéo tự kéo vô thẳng vào. Tầm cứ một ngày tầm 36 lần đánh về trong công ty đứng nào làm càng là càng được, tức là kéo càng đứng đầu làm được. Nếu không cứ lợi dụng tiền rồi đang 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 đứng không làm rồi thẳng lúc nào mình cứ tưởng tượng mà hệ mà muốn nó thẳng thì là cái đẩy vậy đó ta đánh lúc nào làm đó là lúc nào nó tự kéo vô nhưng chừng nó thẳng đó là một bài chuyển thẳng rồi bài thứ hai nó bị luyện nha bài thứ hai để tay tưởng được mình kéo tay kéo này giống bưng cái đồ này đó đi vô cuộc sống bây giờ kéo lên tí nữa người ta đó nhẹ nhẹ đó đó cái vui vui đó nhẹ 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 đó rồi thả xuống rồi tưởng tượng bởi giờ cái tưởng tượng còn nếu mà kéo không có thấy người tưởng tượng đang đang cái gì đó bưng như thế đó để cái gì đó nó thẳng thẳng đó đó ngưng nó chỉnh luôn đó, nó chỉnh thẳng vô đó, cái này là khí chỉnh tấn công thẳng cho nó kéo thẳng lên. Là mình muốn thẳng bên này thì bên này mình kéo cái bàn tay bên này mạnh, nếu thẳng bên này kéo bên này mạnh, kéo bên này thì bên này nó thẳng nó kéo này. Nếu mình thấy muốn chỉnh bên này thì kéo bên này nó chỉnh vô kéo bên này rồi mình tự mình làm. Kéo lên tưởng tượng khi như nào mình. À, cái đó mày tự diễn hay. Này là của một bài của tiên gia, bài kia của Phật gia, các bạn của Phật gia, các bạn của tiên gia. Đó. Cái này là con không phải gồng đúng không? Con không phải gồng, cứ để gì tưởng tượng đẩy mình không xuống. Cái tay đứng yên mà cứ tăng tưởng tượng mà xô xuống mà cái tay không được xuống tự nhiên nó vô cột sống này, đúng không? Tay không được nhúc nhích mà tưởng tượng xô xuống mà tay nhúc nó vô đi vô tầm. Mình xuống cái nó không là không vô. Thầy hả? Thấy hả? Mình khí nó chạy về đó cái kỹ thuật hay lắm ngày xưa nó nghĩ cách đưa khí vô máu nó đưa máu cái chuyện đó là hồi nó làm thẳng lại mà hay không nghĩ là mình không có tập cái gì có cứng một cái hồng gì cái cầm hay bởi vì mấy thằng cây phương muốn hay muốn tập cái chuyện được tao đừng máu với vậy mà mình thấy nó rõ ràng nó vô mình thấy nó vô vậy đó giữ tao đi giữ hồ thả
là nhiều cái máu nó bọc cái chỗ đó, máu dưới bọc nó kẽ kẽ cái này thẳng này, đó từ căng thì nó đau cũng được, căng là ba một ngày 36 cái, 36 cái đều đánh lúc nào càng nhiều càng tốt là ngon hết. Nhưng mà ví dụ như con không ưa thả ra mà con giữ nguyên luôn có được không? Giữ luôn nó ra hết. Giữ luôn á. Như là ngưng á, ngưng là máu nó tụ lại, tức là nó đang máu nó gom lại thành cái cục, hai cục máu nó giữ luôn. Dù giữ lâu thì nó còn ngưng thì thả ra nó mệt. Tức là nó khi máu tới thì nó nuôi cái gân mạnh á. Nó đưa cái gân, nó bọc cái gân mạnh dày dày dày. Nó dày lên là nó giữ cuộc sống lại. Ai vậy đó. Nó tự làm. Còn cái này kéo lên cũng vậy. Là nó đang thử ép cái cuộc sống xuống coi cuộc sống nó có chệch được không, nó chệch là nó đau thì ngưng, không cho nó chệch là nó đang tụt cái gì vậy, thấy không, nó cũng giống vậy. Đừng cái đó tới chỗ nào mà nó câu nhiều là nó đau nhiều là chỗ nó đang lồi ra, thấy không, chỗ nó lồi đứng luôn đó. Nếu mà chỉnh để chúng ta lại thấy làm gì mình cái tay mình đang chỉnh cuộc sống cho rồi ngưng. Như thế tập cái gì để mềm ra, mấy bạn kia cũng tập để mềm, rồi cái này tập để chỉnh vô cho mỏng nó kéo vô, đúng không? Cái này là 1, cái này là 2, phải số 2 tập đi, để tập cho mỗi cái 10 phút, 1 phút tập để sao cảm nhận được 2 thích rồi. Đó. 2 cái món cái 100 rồi, để xuống ngay cái chỗ mà nó đang cong của mày, mày biết nó cong cho nằm đề đó, mày căng được lại, chém vô hay vậy đó. Nếu mà trong giờ tiếp tục sống ở trong tình thì mình để gió còn đập mình đẩy vậy nó này nó vô tự động nó vô. Mà thầy, thì ví dụ như em đẩy xuống á, thì tự nhiên hai cái cơ đùi co là đẩy nó là co co nó dồn lực xuống mà khiến hai lắm, nó chịu, nó phản xạ, nó phản lực dưới lên, rồi nó chỉnh cuộc sống lại thì không có điện tựa làm sao nó kéo sống thẳng được, nó dùng cái điện tựa cuộc sống cái lực cái chân, nó dùng cái chân nó chỉ thẳng cuộc sống, nó kéo sống thẳng, dùng cơ thể nó tự điều chỉnh, nó hay vậy đó. Thấy tự làm chuyện đứng hay quá. Nếu mà đứng dậy thì sáng vừa cái cuộc sống là thẳng luôn, không bao giờ cong. Nếu mà mình cứ giờ đâu mà tính. Vậy thôi chạy với giờ mình đi tập thì nó giữ vậy hoài. Rồi khi hoài nó quen rồi nửa nó cong nó không cho. À nó hay vậy, mình đập hoài quen nó không cho cong là thẳng. Bây giờ đứng dậy là cuộc sống nó đang thẳng, mình kéo càng hồi đó, nó vô thẳng lại. Nếu giờ ta lấy cái máy của Mỹ thì chiếu là mình làm một cái như vậy. Từ bây giờ đi thôi. Thì đứng 15 phút nó giờ vô 15 phút nó thẳng đứng ở thẳng. Đó là vậy, cứ lập quà, mình dẫn nó vô luôn. Cái này cũng kéo lên vậy. Kéo lên thì bị hiểm kéo, tức là cuộc sống bị ép lên cái phình ra. Không cho phình này đứng lại thì nó không cho phình được, là nó dính lại nhau, không được phình nào nó dính lại. Còn nếu cái phình này đã đau, thì từ ép nó đứng luôn. Tức là cái giấy thọc ra thọc vô, mình tao kéo vô rồi tao ép. Cái này nó nén mấy cái lỗ dính lại, không cho phình này. Phình là phình này, còn nó phình là nó đứng im, rồi cho nó chui vô. Vô giữ nguyện. Cái này gọi là nén hai cuộc sống mà không cho nó xịt ra, còn cái kia là ép hai cuộc sống vô, còn cái này nén trong phun ra, cái này là ép vào mềm ép vô, còn cái này ở trong đẩy ra đẩy cho nó lồi, không cho nó lồi, cái này mày ép vô phải không, rồi bây giờ làm mà kéo vô coi nó xì ra, nó không xì ra nó đừng làm nó không xì ra là ép, cái này là cái dương cái âm, dương là đẩy, âm là kéo. Dương là bó bột lại, bó bột nó. Âm là ở trong cho nó đẩy cho nó cong ra, cái này đẩy cho cong ra. Ừ, cứ thử tới thì dương vừa qua chân chân. Cứ tự tử nó thật đẹp, thấy cái thẹn nó đúng không cười lắm. Đấy hay lắm. Cái cong ấy luyện những cái động tác con người không thể tưởng tượng được. Cái đó động tác là bó bột cuộc sống bằng khí. Thứ hai là kéo ép cuộc sống để coi nó có trọt nó bị cong ra không, hai động tác tập tới lui qua, khi nào mà chéo lên hết đau là nó không cong rồi, kéo lên giờ không đau là hết thì kéo gì nó xì ra, kéo gì nó phồng ra đó, rồi cái lúc nó phồng ra thì mình dùng cái hơi thở mình nén lại là nó không phồng, lúc mà nó đang muốn phồng ra thì mình ngưng thở, mình chậm cái gì lại, tức là đừng cho nó thở là nó không bình nè, rồi nó đứng im hồi sẽ nó nóng rồi cái thả ra là nó đang ép vô. Đó là bài này gọi là chỉnh sửa cuộc sống bằng khí, dương khí âm, cái dương là bó cuộc sống,
và ép cuộc sống, không cho ép mà không cho phình ra, nén cuộc sống mà không cho phình ra, nén được ép vô không cho phình ra, nén vô đủ giờ ép không cho phình ra, hai động tác cứ vậy hoài. Bài thứ nhất là cái bài gọi là khí chỉnh sửa trực tiếp siêu vẹo từ khúc ngực trở xuống, thì mình nghĩ mà liền khúc này không liền để khúc nó đang đi không. Mỗi ngày chút mà cái này nó tập lâu chắc phải 10.000 lần nó vô luôn, làm nhiều lần. Mà nếu mà làm này chừng tháng mà sẽ vô, nó chịch vô liền. Hoặc mày đang làm á, biểu nó chụp hình nó thẳng á, đó hay nhẹ nhẹ thôi nó ngưng. Ví dụ nó đang giờ mày đứng yên, đừng áp lực, đừng, tức là khi mà nó hơi nhói nhói là nó máu tới thì đứng yên đừng có tăng lực nữa, nó hết rồi cái mày thả ra. Còn mày tăng nữa là mày tham, mày muốn mau hết, đừng có ham. Mấy con người nó tham lắm, nó đang hết thì cứ để tới đó thôi, cứ tăng lên, muốn 10 lần tăng, muốn 10 lần 7 thôi để mỗi ngày căng tăng lên. Còn là hại chi, rất đơn giản như đó. Rồi ở trong công ty lâu lâu đứng cái dạng thôi, lâu lâu đứng cái dạng thôi. Hai bài là bài của Phật gia Tiên gia, cái câu Phật gia Tiên gia chuyển một sợi. Rồi tôi mấy cái bài kia vẫn đi, dạ đọc đi đó. Cái bài kia vẫn ô của bài này, nhưng vẫn làm nhà làm bài để cho nó mềm một xéo lại. Để chờ chờ khi nó in xong thì nó có đường này mới tập đi đi cái đó vẫn tập đẹp. Cái đó là cái bài mà múa vậy nó làm xoa dịu vết đau. Mày đang đau mày múa hết luôn, mày múa cái lắm đó, nó dỗ nản mà thấy vừa ép thì đau cái này nó múa hết rồi. Hết thì mà cứ xô xoay chụp xô xoay chụp, nếu nó đau thì phải dùng cái này. Cái chỗ cái bài này cái bài múa là con thấy là nó sẽ nó giống ở chỗ này sẽ kêu rắc 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 á, khiến vô gân mới được ngu dưỡng. Thì khi mà mày đang tập cái bài này là giữa vết thương, còn bài này sẽ làm cho giảm đau. Chứ không có cái bài này là phải giảm đau, giống như chiếc thuốc trong tây y gọi là uống thuốc giảm đau, là cái bài này đau thì uống hết đau này, hết đau nó tăng đau là đau này, đau cứ lấy chữa chữa cái xoa, tức là đánh xoa. Chúng ta thêm hai bài nữa đó, nhiều lắm, nhưng mà từ từ mỗi ngày chút dạ là chút đó, hai bài đó mình luyện thêm. Hai bài gọi là khí của Tiên gia Đạo gia chữa vẹo từ thắt lưng.